Đây là một cặp chuối đã khổng lồ men dạ. Cặp chuối này phải cao đến khoảng độ 1,5 m, độ to nó ra thì vô đối. À, cái để trước cửa nhìn này, rất là hoành tráng. Ui trời. Đây, mọi người nhìn ông Lân này đây. Rất là kỹ này. Đây là phần nắp của chóe này. Rồi, phần vần thân chóe này. Đi vòng quay mọi người nhìn. Cũng khác gì một cánh rừng ở trên cái thân bình cả. Rất nhiều chim hoa. Đây là một cặp, đây là một cặp chim công đang đây là phượng hoàng nhỉ. Đây là một cặp phượng hoàng đang nhảy múa này, đối đầu với nhau nhảy múa. Đây là một con phượng hoàng này. Đây là một con phượng hoàng nữa này. Hai con đang nhảy múa châu đầu vào nhau ấy. Rất là nhiều chim khác nữa này. Hoa phù du nổi này. Mặt sau cũng vậy. Đây là cái đầu ông Lân này. Đầu ông Lân có 4 cái ở 4 góc. Đây là một con chim công to nữa này. Mặt này là có một con chim công này. Cái này là bông hoa phù dung này. Ôi trời. Đây mọi người nhìn tổng quan lại một lần nữa nhé. Rất là tốt rồi. Họa tiết nổi ra bên ngoài. Đây mọi người nhìn kỹ lại. Họa tiết nổi ra bên ngoài. Rất là kỳ công này. Cái lưng này, hồ ra bên ngoài này. Quá đẳng cấp này. Phần đuôi này. Đây cũng vậy. Tỉa lông từng tay từng rất là tỉ mỉ từng tí một này. Phần tỉa lông đấy. Tỉa còn là bằng tay hết. Đây nhìn kỹ cái đầu Lân này. Rất là kỹ này. Đây là những cái cành tùng này cũng được tỉa rất là tỉ mỉ này. Hoàn toàn họ tiết đều nổi hết. Mọi thứ đều nổi lên. Và những chiếc lông đều được khắc tỉ mỉ bằng tay hết này. Mọi người chiêm ngưỡng lại một lần nữa một cặp này.